Hello anh em, lại là em Thiện đây. Hôm nay muốn sẽ lên vài cây cho anh em mình sưu tầm nha. Là một hoa đẹp đó anh em. Cây bình dân có và cây viết tập trung vẫn có anh em nha. Rồi bây giờ mình vào cụ thể từng cây. Cây đầu tiên em muốn chia sẻ cho anh em đó là cây hồng sắc pháo, hay còn gọi là cây chớp ôm tôm. Thì cây này thì nó ổn định và ấm chậu rồi anh em nha. Cây này nè, thì cây chớp ôm tôm hồng sắc pháo cộng này là khoảng tầm 11 cm. 11 cm, cây rất là khỏe luôn, mùa rễ nè, trời ơi, bám xuống nè nhìn rất là đã luôn. Rồi cây này thì em múc sẽ chia sẻ cho anh em giá là 339k bao ship cho anh em luôn nha. 339k bao ship cho anh em. Cây khỏe, ổn định và ấm chậu. Hồng sắc pháo hay còn gọi là chớp ôm tôm, một cái cây chớp quốc dân trong dòng chớp. Rồi tiếp theo, một cây nữa em muốn chia sẻ cho anh em đó là cái cây bò tím VIP Long Thành. Bò tím nha, chớp bò tím thì nó có hai loại, một cái loại là chớp cánh mà không có chớp lưỡi, nhưng mà cái dòng này nha, vừa chớp cánh vừa chớp lưỡi, mà đặc biệt nữa là anh em đó là ba biên luôn. Gọi là bò chớp nè, bò tím VIP Long Thành ba biên đó. Mà hoa này em thấy không, chớp cánh nè, ba biên, lưỡi nè, bông nó to. Anh em cứ suy nghĩ đi, cái cây bò tím đi lâu nắng nó như thế nào thì cái cây chớp nó sẽ như vậy, bông nó to lắm, nó rất là đẹp luôn. Thì hôm nay em có một cái chậu khỏe ra nhiều rễ như vậy nè, đó, chia sẻ cho anh em. Cây này vẫn còn zin, chưa khai thác mắc nào hết anh em nha. Rồi cây bò tím VIP Long Thành này cộng này tầm 14 cm, đó 14 cm nè, gần bằng ngon út của em luôn. Cây rất là khỏe và ổn định, bộ rễ đi rất là ok. Bò tím VIP Long Thành. Bò tím thì cái dòng này là nó mắc tiền nhất trong cái dòng bò tím nha. Mấy anh kia thì nó rẻ chứ anh này mắc lắm. Thì nói chung thì thị trường nó mắc, nhưng mà em út thì cây vườn nhà làm ra giá nó rẻ thôi. Anh em thích sưu tầm thì em sẽ báo cho anh em một cái giá hữu nghị. Rồi cái giá hữu nghị trong ngày hôm nay là cây này rất là khỏe, ổn định. Giá là 750k anh em nha. 750k cho một cái chậu bò tím VIP Long Thành. Đó, cây vừa chớp cánh ba biên, chớp lưỡi luôn anh em nha. Năm nay là xu hướng là ba biên là anh em săn đón rất là nhiều. Đó, cây này mà chỉ cần nhú ra hai cái mầm nữa là giá trị nó lên liền thôi. Đó, nhưng mà em giờ chia sẻ luôn, chứ mà đợi nhú hai mầm nữa lúc đó giá nó cao anh em là khó mua. Rồi cây này cũng gần như ba biên nữa, nhưng mà nó VIP hơn anh em ơi. Đó là cây tiền USD. Đó, tiền USD hay còn gọi là cây tiền Mỹ anh em nha. Rồi cái cây tiền USD này thì gồm một mẹ một con. Cây mẹ là 11 cm, cây con là khoảng tầm 4 cm. Ra rễ đây. Đó, ra rễ đây nè, rất là khỏe luôn. Rễ phía dưới nè. Tiền USD cái này thì em tách được một tuần rồi, nó ổn định, nó không có bị sóc hư cây gì hết. Tách được tuần rồi bắt đầu phóng đầu rễ xanh lên. Rồi cái tiền USD này là em sẽ chia sẻ cho anh em với một cái giá rẻ thôi, đó là 1.200.000 1.200.000 nha. Đó, giá là rất là rẻ. Hiện tại là dòng này nó là thuộc dòng mà ít cây, thứ hai nữa là ba biên luôn, ba biên cánh luôn, hoa rất là đẹp. Tiền USD 1.200.000 anh em nha. Rồi nãy giờ thì cũng cây tầm cao, thì em bây giờ đưa một cái cây rồng lửa Long Xuyên, cây tầm thấp ổn định cho anh em mình sưu tầm. Cây chớp lồng lửa Long Xuyên. Cây lồng lửa Long Xuyên này là một cái thân là khoảng 8 cm nè, thân 8 cm, rễ đã ổn định rồi, tua tổ nằm phía dưới á đã, để nó ổn định rồi, khỏe rồi. Cây lồng lửa Long Xuyên này để rẻ thôi, 350k cho anh em mình sưu tầm. Lồng lửa Long Xuyên 350k rất là rẻ luôn, cây này ổn định. Về là em thấy có biểu hiện sưng cái mầm nè, đó về là anh em là đầu là khoảng tầm hàng tuần hai tuần nó làm bắt đầu nó nhú cái mầm thôi. Rồi bữa giờ rần luôn anh em gom bữa giờ quá trời luôn, đó là cây đỏ tím. Cứ em lên cây đỏ tím lại như rằng là khoảng tầm 5 phút sau là anh em chốt liền. Thì cây đỏ tím này là gồm một mẹ hai con đó. Hồi đó em tách cái thân này là khoảng tầm 20 40 60, thân mẹ này 60 cm,
đang lên hai cái mầm rất là khỏe. Một cái mầm là khoảng tầm 12 cm. Cái mầm bên này nè, cái mầm bên này là khoảng tầm 16 cm nè. Trời ơi, bộ rễ anh em nhìn phía dưới nè, đó. Rễ đã không? Trời ơi, rễ khủng khiếp luôn. Đỏ tím. Bữa giờ là anh em đi gom đỏ tím mà chơi tác tạo tác phẩm rất là nhiều anh em nha. Chậu này mà đưa làm phôi làm tác phẩm là y bài luôn, khỏi chê. Một mẹ 60 cm để ra hai cái mầm. Để ra hai cái mầm rất là khỏe, một cái mầm 12 cm, mầm 16 cm, bộ rễ chằng chịt luôn nè. Về cái cây này là anh em sơ chơi khỏi sợ bị yếu cây luôn. Rễ cỡ này luôn mà anh em. Rồi không để anh em phải đợi lâu, cây này muốn chia sẻ cho anh em với giá là 950k. 950k cho một cái chậu đó. 950k cho một chậu một mẹ hai con, cây mẹ là 60 cm hai con. Nó là khỏe, 950k thôi. Đó, cây rất là đẹp luôn. Đó, nhiều anh em thì ví dụ như hiện tại là trên thị trường cái cộng này nè là khoảng tầm 400k rồi. Nó đang đi ngọn nha, tầm mà khoảng nào này gần 400k rồi đó. Đó. Còn đây là vừa mẹ mà vừa hai con khỏe nữa, anh em là làm lực biết bao. Rồi, thì hôm nay muốn chia sẻ cho anh em 5 cây. À, gồm có hồng sắc pháo, bò tím VIP Long Thành, tiền ngũ D, đồng bụi lông xiêm và cây đỏ tím. Anh em thích cái chậu nào thì nhấc máy lên gọi cho em hoặc là nhắn tin Zalo, em sẽ để cho anh em. Hoặc là những cây mà ổn định em sẽ gửi cho anh em, còn những cây mà chưa ổn định em có thể chăm cho anh em một thời gian. Rồi, anh em thích kênh cho xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha anh em nha. Chào tạm biệt anh em, chúc anh em một ngày mới vui vẻ.